U22 Việt Nam thất bại, bầu Đức rút lui khỏi VFF. Sau chuyến công tác từ nước ngoài, ông Đoàn Nguyên Đức sẽ xin từ chức khỏi Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Sau khi trở về Việt Nam từ chuyến công tác ở nước ngoài, tôi sẽ xin thôi vai trò phó chủ tịch VFF. Tôi giữ đúng lời hứa rằng U22 Việt Nam không đoạt được huy chương vàng SEA Games kỳ này thì tôi xin rút, nhường chỗ cho người khác. Đó là những lời chia sẻ của bầu Đức sau khi biết U22 Việt Nam thất bại ngay từ vòng bảng SEA Games 29 ngày 24 tháng 8. Năm 2014, thời điểm công bố lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, bầu Đức dành nhiều kỳ vọng vào những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh. Ông cũng đặt mục tiêu sẽ giành huy chương vàng SEA Games. Các bạn hãy so sánh thể lực của lứa U19 Việt Nam hiện tại so với một năm trước, rõ ràng có tiến bộ nhiều. Tôi tin rằng 2 năm tới, họ sẽ chạy 90 phút hay thậm chí 120 phút mà không biết mệt. Vì vậy, mục tiêu của tôi là mang tấm huy chương vàng SEA Games 2017-2019 về nước nhà là không hề nổ. Nếu đến năm 2019 mà tôi không làm được điều này cho bóng đá Việt Nam, thiên hạ gọi tôi là thằng Đức nổ, tôi cũng chịu. Bầu Đức tuyên bố như vậy vào tháng 10 năm 2014. Tuy nhiên, thất bại 0-3 trước người Thái đã đánh sập mọi hy vọng của con người tâm huyết bóng đá này. Thời gian qua, ông Đức có nhiều phát ngôn sốc, làm người nghe cảm tưởng bản thân đang nổ. Tuy nhiên, tiền vệ Lương Xuân Trường sau trận thua U22 Thái Lan đã lên tiếng bảo vệ bầu Đức trước dư luận. Việc bầu Đức có những tuyên bố như vậy cũng là điều nhắc nhở để chúng em thấy được tâm huyết của chủ tịch câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng là phó chủ tịch VFF lớn như thế nào. Điều đó để chúng em luôn khắc ghi trong đầu và nỗ lực thi đấu vì chúng em chỉ còn một cơ hội duy nhất. Về phần mình, bầu Đức giải thích việc bận kinh doanh nên không có thời gian theo dõi trận đấu của U22 Việt Nam và Thái Lan. Và không chỉ riêng trận đấu vừa qua, ông cũng không xem trận đấu nào của U22 Việt Nam kể từ đầu giải tại SEA Games 29. Quyết định xin rút lui khỏi nhiệm vụ ở VFF của bầu Đức được đưa ra sau khi ông hay tin đội nhà thất bại trước U22 Thái Lan, qua đó mất vé đi tiếp vào bán kết. Ông Đoàn Nguyên Đức nổi tiếng là người đam mê bóng đá và được giới truyền thông thể thao gọi là bầu Đức. Từ năm 2001, ông bỏ ra mỗi năm hơn 10 tỷ đồng đầu tư cho bóng đá. Năm 2007, ông thành lập học viện bóng đá mang tên Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG để tuyển sinh và đào tạo cầu thủ trẻ theo mô hình của Học viện Cầu thủ trẻ Arsenal. Năm 2014, với 60 phiếu tín nhiệm trên tổng số 62 phiếu, ông Đoàn Nguyên Đức đã trúng cử chức vụ phó chủ tịch VFF, phụ trách tài chính. Tuyển Việt Nam vừa bị loại khỏi SEA Games, Thủy Tiên đăng đàn gieo status gây sốc. Dòng chia sẻ này của Thủy Tiên ngay lập tức gây bão cộng đồng mạng. Vừa qua trận thua trước đội tuyển Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng SEA Games 29 đã khiến đội tuyển U22 Việt Nam phải về nước sớm. Một trận thua với những lỗi sai ngớ ngẩn đã khiến thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng phải hứng chịu nhiều chỉ trích. Nhiều người hâm mộ không khỏi thất vọng về những gì mà đội tuyển Việt Nam đã thể hiện. Mới đây, ca sĩ Thủy Tiên cũng vừa chia sẻ cảm xúc của mình về lần thua đau đớn này của tuyển Việt Nam. Thủy Tiên cho biết, mình tự hỏi sao giờ này người ta vẫn còn quan tâm SEA Games. Nó là giải các nước Đông Nam Á tự tổ chức hội làng tự xướng với nhau cho vui thôi, chứ FIFA chả quan tâm, chả tổ chức. Mà các đội tuyển U19, 22, 23 thì chả bao giờ là bộ mặt đại diện cho nền bóng đá của một đất nước. Người ta đánh giá nền bóng đá mạnh hay yếu nằm ở đội tuyển quốc gia, mà đội tuyển quốc gia muốn mạnh thì phải trông chờ vào câu lạc bộ với giải đấu cao nhất quốc gia đó. Vì vậy, giải vô địch quốc gia của một đất nước là quan trọng nhất, là nơi nguồn cung cấp và tạo ra các cầu thủ giỏi nhất cho một đất nước. Vậy mà tới một giải đấu hội làng mà VFF bắt cả một giải đấu lớn nhất đất nước, V-League, phải ngừng giải 2 tháng rưỡi để tập trung tập luyện và thi đấu cho SEA Games, trong khi SEA Games chỉ là một cuộc chơi của các em U23, trong khi Thái Lan họ chỉ tập trung tập luyện SEA Games. Các cầu thủ U23 trước khi thi đấu có một tuần lễ. Các câu lạc bộ Việt Nam mất 2 tháng rưỡi trời ở không đá mà vẫn phải bị trả lương, lo ăn, lo ở cho các cầu thủ chơi mà chả để làm gì. Vừa mất tiền, mất bạc, mất thời gian, mất nhiệt khí, thi đấu của giải cao nhất nước. Vì lịch 3 trận nghỉ 4 trận ngừng, chưa kể lại đầu vì mất những cầu thủ giỏi, do họ cũng có quá nhiều thời gian rảnh xin tâm lý nhàn cư vi bất thiện.
Trên thế giới, FIFA đá World Cup cũng phải chờ các câu lạc bộ đá xong mới tập trung ngắn hạn thi thố, khổ là khổ câu lạc bộ Việt Nam vừa mất người vừa mất tiền. Tâm sự buồn của một cô gái lâu rồi không được hưởng cảm giác mỗi tuần ra sân hò hét cổ vũ cho bóng đá thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi vừa đăng tải, status của bà xã Công Vinh nhận được mọi người chú ý và lập tức gây bão cộng đồng mạng. Bên cạnh những ý kiến đồng tình thì cũng có nhiều bình luận phản đối cho rằng Thủy Tiên nói như vậy là quá phiến diện và không đúng. Được biết Thủy Tiên là một fan bự của môn thể thao vua này. Cô thường cùng ông xã Công Vinh đi xem bóng đá và cổ vũ hết mình cho đội tuyển. Chắc hẳn rằng phát ngôn này của Thủy Tiên sẽ lại gây nên một cuộc khẩu chiến trên mạng. Xuân Bắc kêu gọi ngừng chỉ trích U22 Việt Nam sau khi thua Thái Lan, biểu hiện như bị hâm. Xuân Bắc làm thơ và viết lên trang cá nhân, phê phán các anh hùng bàn phím đã chỉ trích đội tuyển U22 Việt Nam sau khi thua Thái Lan. Đừng có hy vọng nữa, hoặc tỏ ra quan tâm hay hâm mộ quá đáng, biểu hiện như bị hâm. Hôm qua, ngày 24 tháng 8, đội tuyển U22 Việt Nam thất bại trước Thái Lan với tỷ số 0-3 tại SEA Games 29. Nhiều cư dân mạng đã chỉ trích các thành viên của đội quốc gia, đặc biệt là thủ môn Minh Long và tiền đạo Tuấn Tài. Mới đây, diễn viên Hà Xuân Bắc đã chia sẻ một bài thơ tự sáng tác trên trang cá nhân của mình. Trong đó, anh kêu gọi mọi người không tiếp tục phê phán đội tuyển U22 Việt Nam vì thua Thái Lan. Đừng có hy vọng nữa hoặc tỏ ra quan tâm hay hâm mộ quá đáng, biểu hiện như bị hâm. Đừng có quá kỳ vọng, để rồi thua lại đau, rồi lại thêm hy vọng, mình cố gắng lần sau, chuyện này như bọn trẻ. Ngủ đêm bị ngã đau, ngủ luôn dưới đất, bố mẹ đỡ đầu bầu. Sau khi chia sẻ, bài thơ của Xuân Bắc nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một số người đồng tình cũng không ít người cho rằng đội tuyển có nhiều cơ hội, nhưng năng lực có hạn nên bị thất bại. ND cho hay tại vì quá yêu nên cứ kỳ vọng, nhưng mình phải biết mình là ai chứ. Thế là cứ yêu quý ai đó là lại bắt anh phải thắng, dù bằng bất cứ giá nào. Xong không như kỳ vọng lại quay ra mỉa móc, thương các anh thành viên đội tuyển. Em ghét nhất thói cứ thích làm anh hùng bàn phím. Tê thờ tỏ ra bức xúc trước những anh hùng bàn phím, mọi người chửi hô nhiều quá. Chả ai muốn thua, khi thắng thì tung hô ca tụng, khi thua thì chửi rủa thậm tệ. Ai giỏi thì vào đội tuyển mà đá. Dù biết là thua thì rất buồn và cũng phải phê bình cho lần sau rút kinh nghiệm, nhưng phải để trừ chỗ cho họ cố gắng lần sau chứ. Đọc comment chửi rủa mà thấy thương cho đội bóng. MC vẫn buồn về kết quả của đội tuyển Việt Nam. Em không dám đối diện, không dám xem và trong lòng lo lắng hồi hộp. Khẩn trời phù hộ cho đội tuyển nhưng vẫn thất vọng, buồn. TT khen bài thơ của nam diễn viên hài, thơ hay mà có thời gian anh biên tập lại, thành bài để đời được đó ạ. Tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu giành vé đi World Cup sau tấm huy chương vàng SEA Games. Đó là mục tiêu đội trưởng Kiều Trinh và Tuyết Dung đặt ra sau khi tuyển nữ Việt Nam lên bục nhận huy chương vàng tối 24 tháng 8. Đây là tấm huy chương vàng thứ 5 của các cô gái Việt Nam tại SEA Games. Sau chiến thắng 6-0 trước chủ nhà Malaysia, đội tuyển nữ Việt Nam hiệu số cộng 11 xuất sắc giành huy chương vàng SEA Games dù cùng có được 10 điểm như Thái Lan, cộng 9 nhưng hơn về chỉ số phụ. Trong buổi tối 24 tháng 8, khi cờ đỏ sao vàng tung bay tại bang Selangor và những giai điệu như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng vang lên trong niềm tự hào dân tộc, các cô gái vàng của thể thao Việt Nam đã không ngủ quên trên chiến thắng và đặt mục tiêu xa hơn. Sau tấm huy chương vàng SEA Games, tôi muốn cùng các đồng đội giành vé dự World Cup trước khi giải nghệ. Đội trưởng Kiều Trinh chia sẻ khi còn đang gạt giọt nước mắt hạnh phúc với tấm huy chương vàng SEA Games 29 như vậy. Đây là kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp của thủ môn đội trưởng Đặng Thị Kiều Trinh. Cô chia sẻ niềm vui này rất khó tả vì sau 8 năm rồi, bóng đá nữ Việt Nam mới trở lại đỉnh vinh quang. Mỗi chức vô địch đều có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi không ngủ quên trên chiến thắng. Mong người hâm mộ sẽ luôn ở bên ủng hộ chúng tôi. Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam cho biết như vậy. Khi được hỏi về mục tiêu xa hơn sau khi lần đầu cùng tuyển nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games, tiền vệ Tuyết Dung và trung vệ Trương Thị Kiều cũng khẳng định muốn giành vé dự World Cup. Tuyết Dung chia sẻ, mọi thứ thật tuyệt vời, nhưng mục tiêu của đội sẽ không dừng lại ở SEA Games.
Chúng tôi muốn đi xa hơn, muốn quốc ca Việt Nam được vang lên ở đấu trường World Cup giống như những gì tuyển Futsal và U20 Việt Nam làm được. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã chọn 8 đội dự vòng chung kết Asian Cup 2018 tại Jordan gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam và chủ nhà Jordan. 8 đội kể trên sẽ chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết. Do giải vô địch châu Á Asian Cup 2018 cũng có tính chất là giải đấu tuyển chọn đội dự vòng chung kết World Cup 2019, nên 4 đội vào bán kết giải này sẽ giành vé đến thẳng Pháp mùa hè năm 2019. Suất dự World Cup còn lại, suất thứ 5 của khu vực châu Á sẽ được xác định bởi trận playoff giữa 2 đội đứng thứ 3 ở mỗi bảng. Cách đây 3 năm, trên sân Thống Nhất, tuyển nữ Việt Nam từng đá trận playoff này với Thái Lan, nhưng thất bại và tiếc nuối nhìn đội bóng xứ Chùa Vàng đoạt vé đến Canada dự World Cup 2015.